chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng rồi. Bữa nay là sáng ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch nha cả nhà. Mấy cô dặn Ngân là tầm chừng 5 giờ mấy sáng dậy đặng quay mấy cô làm công chuyện, làm chuẩn bị mọi thứ để bữa nay phát cơm chay nè cả nhà. Con thức sáng đêm hôm luôn á, con thức tới 4 giờ luôn á, con ngủ được tới 5 giờ rưỡi. Con nhớ chồng con ngủ không được. Ừ, con làm clip á cô. Trời ơi, người làm YouTube có tâm nhất qua đất luôn á. Không làm clip là sáng nay con quay được. Mấy cô nấu đồ ăn. Cái này là cà ri rà hay cà ri vịt cô? Cà ri chả nha cả nhà. Đồ chay cũng có vịt chay với gà chay rồi nha cả nhà. Ngân hỏi cô là này có chắc có nước cốt dừa nè, thấy ngon quá. Mình nấu chả với gì với rau củ gì để Ngân coi. Lấy cái giá Ngân chiều lên nha. Chả nè, chả cá chay với lại gì á. Này là hình như là khoai lang với lại khoai môn á cả nhà. Có khoai lang hả cô? À, hai loại, cô nói có hai loại khoai nha cả nhà, khoai lang với lại khoai môn. Mình nêm gốc hành vô. Có củ hành tây không cô? Ở này mình nấu y chang như đồ mặn vậy ha, mình thay thế nguyên liệu thôi. Dạ. À, cô nấu sữa tươi nữa nè cả nhà. Này mình nêm bột nghệ hay là hạt điều mà màu bột cà ri. Bột cà ri hả? Bột cà ri và cà ri dầu. Cà ri dầu. Cũng có hạt điều mà cũng có bột nghệ. Cũng bột có hạt bột điều của loại của ông già. À. Cái bột cà ri trà hiệu ông già, con biết rồi, con biết cái loại đó rồi. Đó là bột nghệ với bột điều nữa cả nhà. Cà ri dầu là khác nữa phải không cô? Cà ri dầu là cái hũ. Cái hũ giống như hũ sa tế ở dưới quê miền Tây mình hay xài á cả nhà, là hũ cà ri dầu. Sáng cô Năm thức mấy giờ cô Năm? Cái 15 3 3 giờ, còn cái nàng này 2 giờ mấy nó ngủ, cũng nhớ chồng nó không ngủ. Dạ. Không có, cô đang ngủ con là phải hỏi nè. Phải đứng dậy. Kéo cái cửa đó. Ê, uống cà phê nè. Để đi pha. Hơn 9 giờ rưỡi tại cúng xong mới phát. Dạ, cúng xong rồi mới phát. Hồi tối có mưa cả nhà. Sáng dậy hơi lạnh lạnh với lại có sương mù nè. Ngân đang ở cổng sau, Ngân đi ra nè. Ngân mới ngủ dậy cái mặt Ngân sưng nè cả nhà. Ai mới ngủ dậy cái mặt cũng không được đẹp hết trơn. Với lại thức khuya cái mặt nó nhìn giống như là bị bủng vậy ta. Bủng xì bủng xịt. Nói chuyện ghê quá. Cái vàng ngủ qua với cái cây mật gấu mà Ngân quay á cả nhà, cũng chạy ra trước cổng quay cho cả nhà xem chút nha. Đây mình đi vô cổng chính nha, cho Ngân xin một vài giây thôi để Ngân quay địa chỉ á. Rồi cổng chào thì bên đây ha, còn phía bên tay trái chợ cây me với bến xe An Sương. Đi ra chút xíu rồi tới. Giờ này mà còn nghe tiếng ảnh ương kêu á cả nhà. Ảnh ương hay là cóc nhái gì á, dùng Ngân cũng không biết. Ngân kia cọp ọp 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 ọp. Hồi tối Ngân ngủ gần bà ba, mà bà ba ngủ là bà ba mở kinh với lại mở nghe giảng thuyết pháp gì á cả nhà, nghe sáng đêm luôn. Bà ba mở quen rồi, coi như là bà ngủ là sáng đêm phải có nghe niệm kinh này kia là bà ba mới ngủ được. Ngân nằm đó Ngân nghe chứ Ngân đâu ngủ đâu, con làm liếc mà. Và đây là cổng chào nha cả nhà, có địa chỉ luôn nha cả nhà. Mình chụp màn hình lại nha và mình nhớ địa chỉ. Nếu mà mình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là mình ở các nơi xa, nếu mà mình có đi muốn đi những cái điểm du lịch tâm linh thì mình nhớ ghé đây thăm tỉnh thất Quan Âm Linh Ứng nha cả nhà. Các cô ở đây nấu đồ chay rất là ngon. Và bây giờ Ngân sẽ đi vô nha, tại bước vài bước đó là bước vài bước tới phía trước bên tay trái là tỉnh thất đó cả nhà. Không, mọi người nhìn thấy cái cổng ngay cây cờ không? Ngay cái nhà màu vàng nè, quẹo vô tới rồi. Rồi thôi Ngân đi vô, Ngân coi trong nhà bếp có gì Ngân quay tiếp nha. Này, mấy cô đang vô nước mắm. Không ăn. Cái nồi chả cá nè cả nhà. Cô làm miếng miếng nha.
Cô Năm bữa nay ít nói nè, bữa cô Năm nói nhiều vui lắm nè. Chắc hồi sáng giờ làm đuối rồi nè, đi hết nổi rồi. Sau lên video thì thấy nó nhỏ nhưng mà ở ngoài trời nó bự nó nổi luôn, trời nặng dữ rồi. Hôm mới phát hiện hiện thêm 3 thao dưa chua luôn, của cải trắng với cà rốt. Cái này mình sắt xong rồi thì mình ướp đường hả cô? Ướp muối hả, cho nó xèo nó ra chất đắng nha. À mình vớt ra rồi mình có rửa lại không? Không. Dạ, như mình rửa rồi mình ngâm muối mình để cho nó xèo. À dạ. Rồi mình để giấm đường vô nữa ha. Mình nấu giấm đường mình chế vô đây. Dạ. Cô pha đường với lại giấm. Chuẩn bị làm đồ chua cả nhà. Đó, trời ơi, xài hết một cây đường rồi cô. À, mình là nêm nếm dừa thôi ha. Hồi nãy chưa có bột nào mà mấy cô là ngồi một hồi là cái thao nó gần đầy rồi nè. Mình trộn mấy này xong mình xớt ra, xong mình trộn mấy khác nữa. Đúng chứ rồi. Không có trộn lần nguyên thao bự vậy ha. Nguyên thao trộn không nổi đâu. Nó không thấm nữa. Mà mình cái sức mình làm không nổi. Cái thao bự lắm cả nhà ơi. Bự dữ lắm luôn á. Cô thấy mấy cô làm cái nào cũng bự thôi. Thao gỗ bự thôi à. Uống gạo hả cô? Gạo. Làm bì đó con, làm bì bữa nay đó. Uống gạo mà làm bì hả cô? Uống gạo mình trụng ra rồi mình bỏ hành phi vô cả nhà. Rồi nêm gì trong bang hả cô? Có nêm gì? Cái này cô nêm bột ngọt, rồi nêm muối, nêm đường, hạt nêm nữa cả nhà. Mà đặc biệt là không có để nước tương nha. Không có nước tương mà. Cái này làm bì nha cả nhà. Mà trộn thính này là thính gạo hả cô? Thính gạo á. À, vậy ha. Thính gạo gan xay. Vậy cái mình trộn vô trong đây giống như là bì mình ăn bánh mì mặn vậy đó cả nhà. Rồi xong xuôi cái chút mình trộn chả. Chả đậu hũ vô. Dạ. Thính gạo hả cô? Con nghe cái mùi thơm đó. Mình làm nếp nó thơm. Họ là nếp gan thơm hơn. Nếp gan rồi xay thơm hơn gạo hả cô? Ừ, ngon hơn gạo. À, ngọt ha. À, cô Tư sắc chả cá nữa à, mày quay tao nữa à. Con thấy con nghiêm con cũng sợ nữa. Cô Tư cô cười cái cho con vui cái cây đó, thấy chưa, có mùi sưng rồi đó, thấy chưa. Tại vì không ít nói thôi, không nói thôi phải không. Rồi nói chuyện vui vui vậy cho anh đỡ mệt. Rồi nói chuyện không nói chuyện buồn lắm cả nhà, mệt lắm. Mấy cô làm từ sáng còn quật từ sáng giờ nữa. Cả nhà ơi, sư cô đang chuẩn bị nấu nước sốt để chan vô cơ. Chan vô gì cô? Sốt sườn để vô cơm. À, cô làm nước sốt sườn để cho mình ăn cái miếng sườn đậm đà hả cô? Cái này gọi là sốt sườn chứ không phải là nước sốt. Dạ, gọi là sốt sườn. Dạ, mình làm cho cái miếng sườn nó đậm đà phải không cô? Dạ. Cô bắt cái chảo thiệt là bự luôn. Cô lấy sữa tươi nè, làm sốt là phải có sữa tươi nè. Sữa tươi có đường. Bỏ dầu vô. Màu đều á cả nhà. Cô chế màu đều vô. Cái gói đó là cái gì cô? Nước sốt ướp thịt nha. Mình mua nước sốt ướp thịt chay. Cái sốt mà cô mới vừa để vô cả nhà là cái sốt ướp đồ nướng nha cả nhà. Cho thêm gói nữa. Dạ. Một bịch sữa tươi đầu tiên. Nước tương hả cô? Nước mắm chay cả nhà. Nước dừa nha cả nhà. Đường cát trắng.
Hạt nêm. Thêm đường hả con? Con đó chắc muối hả con? Cái gì vậy con, gói gì vậy con? Ngũ vị hương. À, đây là xương nha cả nhà. Xà lách với rau thơm gì cũng được. Cô nêm thêm hạt nêm. Làm mấy chảo vậy chứ không phải một chảo vậy đâu cả nhà. Bữa nay bắp cơm nhiều lắm cả nhà ơi. Một thao chả bự, thiệt là bự luôn. Màu đẹp quá. Mình xào cho nó rút nước sốt vô trong sườn. Xào cho rút ráo lại luôn hả cô? Bì cô làm thành phẩm rồi nè cả nhà. Cúng gạo rồi cô trộn thính với gia vị vô. Tỏi phi. Có đậu hũ sắc sợi nữa cả nhà. Cái này là cái gì vậy cô Năm? Tôm với đùi gà. Trời. Đùi gà nè. Tôm mới biết luôn cả nhà. Tôm nè. Con tôm nó dài, còn cái đùi gà hơi cục cục mà cái đầu nó bự bự cả nhà. Trời ơi, cái quấn lại vậy ha. Cái này chắc làm bằng tàu hủ kia quá ha con. Tàu hủ kia. À, tàu hủ kia lá rồi cái ngâm mềm ướp gia vị xong mình cuốn là mình cái vỏ bên ngoài rồi mình chiên á cả nhà. Chắc bên trong cũng có trộn đậu hũ rồi. Cái này cái gì mà giống sa tế vậy? Trời ơi. Ốc sa tế nhìn ngon dữ vậy trời. Ai xào khéo dữ hả? Em không thấy. Chị làm hả? Để vào nóng thôi bỏ lại cho vàng. Trời ơi nè. Rồi xào cái nước ớt nó ra như nè cả nhà. Vậy mà con tưởng đâu để màu đều đẹp quá trời luôn tây. Mà cái này là chị không có để tỏi nha cả nhà, chị có xả với ớt thôi. Cái này thì chị chỉ phi xả cho vàng trước rồi bỏ ớt vô rồi nêm đường bột ngọt hạt nêm. Đây là nước mắm nè, nước mắm ăn bánh mì bì nè cả nhà. Nước sốt thập cẩm là có bắp Mỹ nè cả nhà, củ cà rốt, nấm bào ngư nè, củ năng nè cả nhà. Đó, ngày xưa người ta nói hay nói cái câu là ăn năng là ăn cái củ năng này là ăn năng đó. Với nấm đông cô giống như nấm mèo cả nhà, mình ngâm cái nọ. Ở đây cô cắt nhỏ nhỏ đây vậy nè, nấu canh súp nấm chay nha cả nhà. Có cái viên gia vị nè, này chắc cũng có liều lượng ở trong đây, có hướng dẫn ở trong đây nè cả nhà. Nấu nhiều lít nước thì bao nhiêu viên vậy đó. Nấu súp xong rồi hả cô? Dạ. Để con học cách nấu súp chay của cô cho cả nhà xem nha. Cái này là cái gì cô? Là mình nấu cái nước lèo rồi mình bỏ cái gì? Nấu mà mình hầm củ sắn. Dạ. Củ sắn, củ cải đỏ. Ấy củ sắn với củ cải trắng, rồi su. Củ su, trái su su á. Trái su su mình lấy nước ngọt. Dạ. Mình vớt mấy cái củ mà mình nấu nước ngọt bỏ. Rồi mình bỏ một cái này vô. Dạ. Rồi ở đây là có đậu Hà Lan nè. Đậu Hà Lan, bắp. Bắp Mỹ nè. Rồi. Củ cà rốt nè. Củ năng. Củ năng nè. Nấm bào ngư. Nấm đông cô nữa. Đó. Rồi mình nêm gia vị vô. Nấm bông tiết nữa, ngon quên cả nhà. Rồi hình như là có bột năng hay gì mà con thấy sạch sạch nè. Giống như súp cua vậy con. Có miếng bột năng vô. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ, cái này có khi nào mình nấu nước dừa luôn không? Không. Dạ, mình nấu củ sắn với củ cải trắng nên lấy nước ngọt. Mình hầm lấy nước ngọt. Dạ, rồi cảm ơn cô. Nồi nước súp quá trời ngon luôn. Cái này chắc xào thập cẩm hả? Đúng rồi. Dạ.